Buổi sáng mùa đông như thế này, quý vị thích ăn món gì nhất? Ăn phở. Ăn phở. Tất nhiên đó là món phở rồi. Và hôm nay thì vị phở còn đặc biệt hơn nữa, bởi hôm nay chính là ngày phở Việt Nam. Xuất hiện tại Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ, phở đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người dân đất Việt. Bắt đầu từ năm 2017, ngày 12 tháng 12 hàng năm được chọn là ngày của phở. Năm nay, trong ngày đặc biệt này, Nam Định đang được chứng kiến một cuộc hành hương phong phú của phở. Từ phở Hà Nội, phở vùng cao, phở Tây Nguyên, miền Trung, miền Nam và cả phở Việt ở nước ngoài nữa. Nếu như tôi nói là phở mà chất lượng như thế này, thì tôi tin rằng là tất cả những người trên hành tinh này đều thích cả. Hôm qua thì chỉ có đi ăn phở thử ở Nam Định, phở cồ gì đó. Rau đồ này nọ nói chung là khác một tí thôi. Bánh phở, cộng bánh phở cũng vậy. Nếu mà tổ chức dài dài ngày một tí thì có lẽ là nửa tháng chẳng hạn, thì nửa tháng cũng cắt cơm ở nhà luôn. Ngày của phở năm nay còn có nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa, như cuộc thi đi tìm người nấu phở ngon, thì viết kể chuyện về phở, hay chương trình phở xuống phố đã được đón nhận tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Australia, Anh, Đức, Mỹ. Có thể nói phở xứng đáng là linh hồn của ẩm thực Việt. Chẳng thế mà trong bài thơ về phở, tác giả Trần Như Tùng từng viết: dai giòn sợi bánh danh lừng xứ, ngọt đậm nước lèo tiếng dậy phương, tim cật gầu gà hành ớt phụ, hồn quê nuôi phở mãi thơm hương.